Chào các con học sinh lớp 4. Cô rất vui khi được gặp lại các con trong giờ tập làm văn. Các con thân mến, sau đây cô giáo đọc cho các con nghe các đoạn văn tả ngoại hình của một con vật mà em yêu thích. Mời các con tham khảo. Tập làm văn, đề bài, quan sát ngoại hình của một con vật mà em yêu thích và viết một đoạn văn miêu tả ngoại hình của con vật đó. Bài làm Tả ngoại hình con gà trống con gà trống tía nhà em đã gần 2 tuổi, chừng độ 3 ký rưỡi, cao lớn và đỏm dáng lắm. Chú to gấp. Hai lần các cô gà mái, cả cái thân hình nó trùm lên một màu đỏ tía, pha lẫn những vệt xanh đen bóng mượt, giúp cơ thể không bị thấm nước. Bên trong là lớp lông tơ mịn màu trắng, giúp chú giữ ấm và bảo vệ da. Trên đầu cái màu đĩa sôi hình bầu dục đỏ như màu cờ ôm sát lấy đầu mỗi lần gáy nó đướn cái cổ cao lên và xù lông ở cổ lên trông rất oai vệ hai con mắt tròn xoe như hai hạt cườm trông vừa lanh lợi vừa điện trai chiếc đuôi của nó vổng cao những cái lông đuôi dài và cong rụ xuống trông rất đẹp đôi chân vừa to lại vừa cao lớp da vàng ươm với cái móng cứng và sắc, chiếc cựa nhọn hoắt chĩa ngang, đó là lục vũ khí lợi hại của nó để đánh nhau với mấy con gà trống hàng xóm. Nhìn trống tía nghi ngang đi giữa đàn gà con và mấy chị gà mái, ta mới thấy hết dáng điệu hùng dũng của nó. Tiếp theo, cô giáo đọc cho các con nghe đoạn văn tả ngoại hình của con vật thứ hai. Tả ngoại hình con chó. Gia đình em nuôi một con chó tên là Vàng. Nó đã sống cùng em 3 năm rồi. Đang ở tụ lứa tuổi trưởng thành nên nó lớn rất nhanh. Toàn thân chú được bao phủ bộ lông màu vàng, vô cùng mềm mại. Nên em đặt tên cho chú là Vàng. Chiếc đầu tròn với hai cái tay lúc nào cũng ngảnh lên như đang nghe ngóng điều gì. Đôi mắt đen láy nhìn chăm chăm vào những người đặt chân đến nhà em. nhưng có lẽ mắt của nó sáng nhất vào buổi tối. Mũi chú đen bóng lúc nào cũng ươn ướt nước như người bị cảm cúm. Lưỡi chú thường vắt sang một bên, màu đỏ hồng để lộ mấy cái răng nanh nhỏ, nhọn, trắng tinh ở hai bên mép. Cái đuôi cong tớn, mỗi khi chú chó chạy, cứ ngoe nguẩy từ bên này sang bên khác. Trông thật đáng yêu, bốn cái chân chắc khỏe nâng đỡ lấy cơ thể. Mỗi ngón chân đều có những chiếc móng sắc nhọn. Chú chó gia đình em hiền lắm, cứ nằm ngoan ở góc nhà, chẳng cắn ai bao giờ. Nhưng khi thấy người lạ bước vào nhà, nó sẽ sủa vang lên in ỏi, như báo trước cho chủ nhà có người lạ đang vào nhà. Các đoạn văn tả ngoại hình của một con vật em yêu thích đến đây là hết rồi. Nếu thấy hay các con bấm nút thích Chia sẻ cho các bạn cùng xem. Bạn nào chưa đăng ký, vui lòng đăng ký để được xem các video tiếp theo kênh Dạy con học tiểu học nhé. Cô chào các con.